Lực có nói rồi đó, cái chỗ nào mà có bảng xe hai bánh được quyền đi thẳng là mới đi thẳng, còn không có bảng là bị phạt 7 xị đó. Đại lộ Đông Tây ở đây hả? Đại lộ Đông Tây hoặc là đường Võ Văn Kiệt. Kia nó có cái hầm rồi, xuống hầm không rồi đi xuống hầm ở trái hả? Đi trên cầu qua cầu qua cầu ở trái không ơi, kia quẹo phải xuống hầm lăn què luôn á. Chủ xe ra các bạn. Đâu dữ? Nó chạy đó. Đó. Sáng giờ có ai bò chưa? Chưa luôn hả? Đéo bao giờ bò luôn. Sáng giờ chưa làm được đồng nào mà thấy tốn hết chai ô long rồi đó. Đúng rồi. Rồi đổ xăng cho cơ hội các đảng để đi lấy xe nữa. Thái bộ rồi chứ đi người anh em. Ây da, đau quá. Con lên màu là vậy hả? Má ghê trời. Quá dữ luôn. Nguy hiểm quá. Các bạn thấy không? Làm nghề là quá nguy hiểm luôn. Dính líu tới hàng, tư tí lùm la hết. Lấy cổ vô mấy bạn có mấy chục ngàn các bạn. Chửi quá chửi. Làm cổ này tính luôn công ké luôn hết luôn 75 ngàn. Này phải khò cái đầu phải lên 8.000 độ C nó mới lên nổi, chứ còn mấy cái đầu khò nhỏ nhỏ lên cỡ 1-200 độ đâu nổi. Cái này là cỡ 8.000 rưỡi độ không? Hơn luôn hả? Đồ má ghê vậy trời, phải 8.500 độ các bạn. Còn quá, tính ra làm gì lỗ mẹ rồi. Đúng không? Má mùa này có đồ làm là vui ha, nhiều nghề mà. Đúng rồi, chính xác luôn, giống anh đó. Như xưởng anh là chỉ có chủ yếu là có xe ra xe vô đồ cho nó vui vẻ thôi. Hồi xưa má tao 3 miếng đất làm biết giờ đi ở nhà trọ luôn. Hay lát nữa kêu gửi số tài khoản đi anh chuyển cho một người thôi rồi chiều chia ra. Hồi xưa là má anh có 3 miếng đất, miếng lớn nhất là tới 8.000 mét vuông rồi. Mà tới bây giờ là anh đi mướn đất người ta làm luôn. Quá mệt mỏi. Mấy bữa nên biết là cái cõi này là cõi tạm bợ, hiểu không? Cõi này là cõi tạm bợ. Nên là mình làm mình cống hiến cho đời thôi. Nói như thấy tiệm ngày nào có xe gai hay vô thấy vui không? Thấy không? Làm mà lấy tiền tay nhiều khi ta đâu đến được chi. Quả tới Bến Ninh Kiều luôn. Là mộ cổ lời có 75 ngàn.
chạy từ sáng giờ lỗ hết hai chai ô long rồi. Hồi sáng mua hai chai ô long nhiêu tiền? Một chai. Có mua cái chai ô long à? Đây là mượn xe của cu Hùng, sẵn mình về mình thay nhớt luôn. Nhớt mình sẽ sử dụng là nhớt Maxima 1040. Con này chắc khoảng tầm 3 lít. Thay nhớt xong em sẽ gắn cái bộ cổ mới làm vô xong cho em trai ở ngoài Đà Nẵng. Lấy nồi ráp lên xong mới Vinh. Ở nhà mình còn R7 không? Ừ. Ráp lên xong rồi lấy R7. Ừ. R7 chùi qua một cái. Nó có đánh dấu hết rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 á. Em phải hỏi anh. Đó, đó giỏi lắm á. Này mình sẽ làm theo kiểu con sâu anh em. Đó. Đây sẽ đánh dấu sẵn rồi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Đó. Cây này là cây Moto 2. Cái nổ thì nghe tê tái ở mặt trời luôn. Anh này là anh Trần Trung Tín. Phan Trung Tín, em của Phan Chí Hùng. Đó, nhìn đẹp trai lắm, hên là hôm nay cạo râu á. Chứ bữa mà chưa cạo râu quá nhìn mặt như què ta. Như giá chính hình như nó 3 lít mấy luôn á. Khô. Đang rút cái đầu xuống. Độ mấy bình rồi? 2 bình. Chắc đổ hết bình đó luôn nó mới lên sát mí được. 2 luôn. Chắc hết bình đó luôn ông Cấu ơi. Đó. Rồi. Giá nhẹ nhẹ vô thôi. Chưa có hình nền hình nọ thôi. Đó. Từ trái qua phải đúng không? Thì đúng rồi. 4321, số nào nó có số sẵn thì liên quan gì, số nào cũng vậy. Mà tao chỉ thế giá cho nó lẹ. Tao nói cái nào cũng vậy. Tao nói mày riêng Vinh là thế nào nó cũng vô được. Nhỏ gọn ha. Kèo nào cũng chọc được. Cái này nó đâu phải nguyên bộ luôn mà, trái phải gì. Giờ mày chọn từ cây cây cái đó rơi, nó rơi tự do mà bên nào vô không được. Thôi anh nhọn quá. Mày chỉ sao làm gì. Đúng không Vinh? Mày nghĩ thế đúng không? Không, cái này nó đang rơi tự do mà mày thả bên nào vô chứ không được. Hồi nãy mày thấy nó ràng, tao nói mày thấy nó ràng cái bô rim là rồi mày không cười chết đó thôi. Tại vì có phải ngon không mà kêu mình lấy dây ra ràng, mình cầm với một tay mình cầm mình chạy cái gì? Sao? Cũng bị dính theo luôn rồi đó, nó cũng ràng sao quặn giống luôn. Rồi cuối cùng sao mày ràng? Có ràng đâu. Nó bị ông kia chửi kêu má ông sến luôn ơi, đặt ràng bô đồ nữa. Tại vì có cái bô nó nhiều lắm, mình ràng với cái thùng này cái nọ. Tại vì sao không? Tại vì anh Hùng không có tin tưởng em được. Ừ, phải rồi. Cây bô mua gần 2 triệu bạc. Vừa chạy ra tới Đông Tây cái rất cái đuổi. Đâu anh? Bô nào 2 triệu. Ý là 1 triệu mấy gần 2 triệu đó. 7 mấy. Từ cây bô đó. Rồi thí dụ về. Cây bô đó 2 triệu người ta mua mày khỏi đợi mày. Thí dụ về rồi chạy rồi mày bắt đền nó cái mặt nó như cái mâm không? Thí dụ vậy. Hay vậy quá. Cái nào không vậy mua đồ mới thì mình cứ chắc khú trước đi. Nhìn đẹp lắm nha các bạn, đừng có dẫn chơi nha. Cái này mốt mình ấy nguyên một cụm cổ rồi nè, mình gửi lại cho nó không em, khỏi mất công tháo từng cái ăn cái ra vậy đó. Ok. Không cần hồ sơ đâu, gắn vô bái kia nổ máy thôi mà. Đây, bô, mô tô 2. Đối với những cái cây bô mà mấy bạn trước khi nổ máy á, là chịu khó giúp mình lấy R7 xịt rồi lấy khăn sạch thì sạch lau kỹ hết cái, không thôi là nó bị ố rồi.
qua kêu Giang trong một cái khăn sạch đi, khăn sạch đừng có nhớt nhau gì hết, cái khăn sạch luôn. Okay. Kêu cho anh Hùng mượn một cái khăn sạch coi có cái khăn nào treo ở trên dánh không, có một cái khăn giặt rồi á, ngay cửa bếp cũng có nữa. Ôi là trời, quá trời đẹp. Bác bán được cái gì? Bán được bác chưa? Cái cổ bô xiết cứng nha, không xiết cứng là nó bị xì á. Cái này nhớ nhắc anh là lát nữa gửi chung cho chủ xe nha, để đều khi người ta gắp ron người ta ấy cho đỡ bị xì. Hồi bữa ổng quất cái cổ chơi của tao nèo đục ra lòi le ruột không nổi luôn á, bệnh thiệt. Đây chiến phải liền. Đau thử coi mấy cái số nó ra không Dịch. Rồi chút nữa ghi lại cho anh ta nha, để giờ chẳng ta giá đâu, để nguyên cụm luôn. Để nguyên cụm luôn. Còn bây giờ là móc lò xo sẵn luôn, tháo ra móc lò xo sẵn luôn. Để nguyên cụm đóng, chỉ có cái khúc clip on ở dưới là bỏ rời thôi. Tới khúc clip on mà không gắn được nó luôn quẹo lại thợ luôn. Sao mới được. Cô nội, hồi bữa ông cột cho tao cái xe tao cũng hai cái trên chung vô một lỗ. Ông nói em móc ở dưới trước này nè. Em móc ở dưới trước em kéo ngược ra trước lại nó dễ hơn. Móc đây trước nè. Đúng rồi, à, tính thông minh lắm á. Kéo bằng trước rồi đẩy vô. Kéo đi, anh kéo đi, anh đẩy vô. Trời ơi hết chuyện kia thằng BD, kéo đi, kéo. Rồi kéo đi. Mạnh lên. Mạnh lên em trai. Trời ơi đạp cái giò nó rồi. Ôi ơi. Rồi vô thôi. Xíu nữa. Trời ơi nó nhăn cái mặt ra. Hay quá. Ba đồ quỷ. Rồi chuẩn bị lên hình các bạn ơi. Quẹo ra lửa lụm lụm là về xài luôn. Ra đỡ ngốc á. Rồi quá đẹp. Rồi ăn cơm đi đó. Ăn cơm xong rồi mình ra mình nẹt bô chơi. Cuối cùng sau 2 ngày mượn xe thì mình cũng đã ráp lên xe hoàn thiện cái set cổ con sâu với lại cái bô AK Moto 2 nè. Thì có nhiều anh em nói là đi cái bô này nó có im hay không, khi mà anh em đã lựa chọn những cái cây bô ray giống như là Moto 3, Moto 2 hoặc là Moto GP thì các bạn đừng đòi hỏi những cái vấn đề mà gọi là hỏi nó im hay không. Nếu mà mấy bạn muốn im thì mấy bạn sẽ dùng những cái bô mà lông dài thương mại, thí dụ giống như là Akabovic lon dài, giống như Z4, giống như Z800, giống như là BM, nó có những cái AK lon dài, hoặc là những cái cây giống như là SC1R, thì những cái cây đó thì nó sẽ là im, nhưng mà nó sẽ ré tua cuối. Chứ còn những cái cây mà dạng ray giống như vậy, giống như Moto 2, Moto 3 hoặc là Moto GP, chắc cú 100%, nó sẽ la anh em. Nhưng mà cái này mấy anh em muốn im á, thì nó vẫn có thể làm cho nó im được. Là mình sẽ làm cái tiêu trong, thì cái tiêu trong mình sẽ làm một cái tiêu chết, nó nằm ở trong đây luôn. Cái tiêu trong mình sẽ làm một cái tiêu chết, nó nằm ở trong cái phần trước khi ra. Nhưng mà cái này thì cứ để yên cho chủ xe, mai mốt anh chủ xe anh về, thí dụ mà anh cảm thấy nó ồn quá thì sẽ tháo cho mình cái khúc clip on ở dưới đây ra, để mình về mình làm cái khúc tiêu trong thì nghe nó sẽ im hơn. Cái bô hiện tại nó đâu đó loanh quanh nó khoảng tầm hơn 30%. Còn hiện tại bây giờ là cái bô nó sẽ la lớn và nó rất rác nha.
khi anh em lên tua cao nó sẽ rất là rát. Và cái máy của con Z900 nó sẽ không cho anh em ra cái hơi giống như con Z1000. Hai cái trường phái nó khác nhau nha. Cái hơi Z1000 nó đầy lắm, nó đầy, nó lực cực kỳ. Còn cái con Z900 mấy bạn cảm nhận nó giống như là giống như cái con Z8, nó hơi yếu. Đồng ý là xe 900cc, nhưng mà mấy bạn khi gắn tất cả các dòng bô vô, mấy bạn dặn cảm giác cái lực máy thoát cái hơi ra nghe nó yếu hơn cái con Z1000 rất là nhiều anh em. Như này cho anh em nghe thử cái tiếng bô. Set này là set cổ anh em. Set cổ thì mình sẽ làm cái set này nó sẽ ra là 4 2 1. Đây. Này là 4 cái máy ra khúc co chơi 2 đi ra một cái bô. Thì con này là cái set cổ thì nó loanh quanh nó cũng rơi vào mười mấy cành. Set bô thì nó cũng loanh quanh nó cũng khoảng tầm mười mấy cành. Nguyên set này thì nó rơi vào khoảng tầm gần 30 cành mấy bạn. Đó. Cái này thì mình sẽ gửi về Đà Nẵng cho anh trai sẽ ráp lên xe. Thì mình sẽ làm dấu lại hết. Làm dấu lại hết mọi thứ, là cái nào máy số 1, máy số 2. Lát nữa mình sẽ làm dấu. Làm dấu luôn cái coi trên dưới. Từ máy số 1 qua. Từ mấy bạn thường thường mấy bạn cứ tính cho mình là máy số 1 thì cứ tính từ bên trái qua cho nó dễ tính. Mình ngồi trên xe gắn từ trái qua phải là nhìn cho dễ tính. Thì nguyên cái set này là mình sẽ để nguyên một cụm. Cột lên cục. Còn từ cái chữ Y ra tới 214 là mình bó làng cục, và là chủ xe chỉ có việc là lúp and lay thôi, không phải chế cháo gì hết nha. Rồi mấy bạn nào mà ở xa, mấy bạn có nhu cầu, mấy bạn gắn đồ chơi hay là chế biến những cái thứ gì đó cho tất cả những cái dòng xe thông dụng đang có trên thị trường, như CBR1000, như R1, như BM, như Z900, Z8, Z1000, mọi thứ alo cho mình trước, rớt cái cọc thì mình sẽ mượn xe về mình làm cho anh em lúp and lay. Ở ngoài đó mấy bạn sẽ coi video, mấy bạn sẽ ráp lại như zin anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt.